xin chào tất cả các chị. Ngày hôm nay thì em Dung vừa có một cái bộ đồng thiết kế với cái phông dáng xòe dành cho các chị nào mà mình thích một cái sự trẻ trung ha. Và cái tông màu mà em Dung đang mặc đó là một cái tông màu đỏ, vừa gọi là nhã nhặn, vừa gọi là nổi bật. Các chị có thể diện đi chơi, đi làm đều được hết. Và cái chất liệu vải hôm nay em lên cái bộ đồng TTV607 này cho mình, đó là cái chất liệu vải lụa Pháp cao cấp, vừa mềm vừa mịn vừa co giãn. Cái chất liệu vải này mặc rất là mát. Để ý cho em nha, đó là cái phần ở trên cổ nè. Đấy, cái Nhung may cho các chị nhà mình theo cái kiểu là cổ tròn và có quét nhẹ ở giữa cái phần cổ một tí. Hai bên cổ thì em sẽ đứng cho mình những cái viên ngọc cao cấp, không bị chóc, không bị xước gì hết. Và ngọc này là em đính rất là chắc chắn nên là các chị nhà mình có mặt, có giặt mấy giặt mình cũng không có sợ nó bị bung chóc gì hết giùm em. Vẫn là thiết kế hai túi hai bên đều sườn để giúp các chị nhà mình đi làm thì nó sẽ tiện lợi cho mình để mình đựng điện thoại hoặc là những cái vật dụng cá nhân nhỏ nhỏ nha. Đồng này bên em đang có giá ưu đãi các chị đó là 465.000, nhưng mà ngày hôm nay hỗ trợ giảm giá cho mình là còn 445.000 miễn luôn phí vận chuyển dành cho các chị nhà mình ở xa đặt hàng online nha. Màu em đang mặc đó là tông màu đỏ đô. Mình có thể sắp sản phẩm này tại ba chi nhánh cho em, đó là 817 Quang Trung, phường 12 quận Gò Vấp, hoặc 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân quận Tân Phú. Không thì em sẽ có thêm một chi nhánh ở tỉnh Bình Dương nữa là 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Size của mẫu đầm TTV607 từ 45 cho tới size 75 cân giùm em, tương đương là S, M, L, XL, 2XL và 3XL cho các chị. Nhanh tay để lại cú pháp đặt hàng là TTV607 kèm đen là màu đỏ đô và số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhé. Xin chào tất cả các chị đẹp của nhà TTV. Vẫn là em Nhung đây các chị. Hôm nay các chị nhà mình nhìn cái mẫu đầm em đang mặc, các chị nhà mình có thấy ưng ý không ạ? Nếu như chị em nào nhà mình là tín đồ của tông màu đen thì em nghĩ là trong tủ đồ của mình có khá là nhiều đầm rồi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay nếu như mà mình bắt gặp được cái mẫu đầm TTV607 mà tông màu đen em Nhung đang mặc á thì đừng bỏ qua cái mẫu đầm này nhé. Đây là thiết kế phơm xòe và em thiết kế cho các chị dựa trên chất liệu vải, đó là vải lụa Pháp cao cấp, mềm mịn co giãn. Và cái chất liệu vải này nó sẽ phù hợp với các chị nhà mình tuổi trung niên về cái sự nhẹ nhàng của em nó. Và cái phông xòe nữa nó sẽ che đi được cái khuyết điểm của cái phần này cho mình đang hả. Và cái mẫu đầm xòe thì nó sẽ có cái đường rã eo ở ngang eo, định hình được cái vòng eo cho mình nha. Mẫu đầm này em sẽ thiết kế thêm cái phần cổ đó là cổ tròn và đính cho mình những cái viên ngọc màu đen, và em đính ngọc màu vàng đồng thì nó rất là sang và nổi bật cho mình luôn. Đầm này mình có thể đi tiệm nè, đi chơi nè, đi làm hoặc là kể cả đi du lịch đều có thể diện được cho em Nhung nha. Thêm cho mình hai cái phần túi ở hai bên đường sườn nữa, tiện lợi đúng không ạ? TTV607 giá 465.000, chia sẻ bài viết này các chị nhà mình sẽ được hỗ trợ giảm giá còn 445.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển. Chị em nào ở gần ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là mình ở Bình Dương thì ghé liền giùm em chi nhánh đó là 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, 817 Quang Trung, phường 12 quận Gò Vấp và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân quận Tân Phú để có thể là săn cái sản phẩm này hoặc là nhiều những cái mẫu sản phẩm khác được trưng bày tại shop. Còn chị nào nhà mình ở xa thì cũng đừng có lo lắng gì hết, để lại cú pháp đặt hàng trên cái bài viết này giùm em, bên em sẽ có nhân viên liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị. Cú pháp đặt hàng đó là TTV607 màu đen và kèm giùm em số điện thoại của các chị nhà mình nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn.